Chợ nổi Cái Răng là một trong ba chợ nổi lớn tại thành phố Cần Thơ. Ba ngôi chợ này có gì đặc sắc, chúng ta hãy cùng nhau đón xem nhé. Với vùng đồng bằng sông Cửu Long, chợ nổi là nét đặc sắc gắn liền với đời sống, nét văn hóa của người dân xứ sông nước, thu hút sự tò mò thích thú của nhiều khách du lịch. Chợ nổi Cái Răng là chợ nổi lớn nhất của khu vực miền Tây Nam Bộ, là nét riêng của xứ Tây Đô, Cần Thơ. Là một trong ba chợ nổi lớn nhất miền Tây Nam Bộ, chợ nổi Cái Răng luôn tấp nập người mua kẻ bán. Ngày thường, chợ họp từ 3 giờ đến 9 giờ, đến cận Tết, chợ họp gần như suốt ngày. Ở chợ nổi Cái Răng, du khách không chỉ thỏa mãn với những xuồng ghe đầy ắp trái cây, nông sản phẩm, mà còn được thưởng thức nhiều loại dịch vụ ăn uống mang đậm chất Tây Đô như hủ tiếu, cà phê, quán nhậu nổi. Tham quan chợ nổi, du khách sẽ vô cùng ấn tượng với cách tiếp thị độc đáo, kẹo gì bán nấy của người dân nơi đây. Thông thường, mỗi ghe sẽ bán một loại mặt hàng. Trước mỗi ghe hàng thường có một cây sào gọi là cây bẹo, trên đó treo loại mặt hàng mà ghe bán. Cây bẹo là phương thức độc đáo, tiện dụng để thể hiện thông tin, lời chào mời của người bán. Du khách nước ngoài thường trầm trồ thích thú với những hình ảnh của chợ nổi nơi đây. Sức hút của chợ nổi Cái Răng đối với du khách chính là giữ gìn phát huy được nét đặc trưng vùng sông nước và sự tươi ngon của hàng hóa nơi đây. Chợ nổi Cái Răng không chỉ giữ gìn được nét đẹp văn hóa vùng sông nước. Ngày nay, chợ nổi như một điểm du lịch hấp dẫn mà du khách, đặc biệt là người nước ngoài, thích thú đến khám phá và trải nghiệm. Und man lernt auch sehr viel über die Kultur von Vietnam kennenlernen. Đây là lần đầu tiên em theo gia đình về thăm Việt Nam. Em cảm thấy rất ấn tượng với khung cảnh ở vùng sông nước miền Tây. Em thấy khung cảnh miền Tây rất đẹp, ẩm thực thì rất ngon. Em thích lắm. Đây sẽ là một chuyến đi trải nghiệm đầy ý nghĩa của em tại Việt Nam trong mùa hè này. Sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài và có dịp trở lại thăm quê hương, về thăm lại bà con, thăm lại cái quê hương mà tôi trước đây đã từng có thời gian tôi đi học ở đây, và tôi rất là xúc động, rất là ấn tượng với những cái thay đổi của đất nước ngày hôm nay sau nhiều năm xa quê hương. Kết thúc chuyến du lịch khám phá miền Tây, du khách đừng quên xuống tàu vượt sông Tiền đi tham quan khu du lịch Cù Lao Thới Sơn tại Tiền Giang, một điểm du lịch từ lâu đã nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Tại Cù Lao Thới Sơn, du khách sẽ được tham quan lò kẹo dừa truyền thống, nghe những làn điệu mượt mà của đờn ca tài tử Nam Bộ, thưởng thức trái cây, uống trà pha mật ong vừa ngọt vừa thơm đậm đà được lấy từ những tổ ong. Đặc biệt, du lịch đến nơi đây, du khách sẽ vô cùng ấn tượng với tour tham quan đi xuồng chèo giữa hai hàng dừa nước xanh mát.